nay chúng ta tiếp tục với thể loại Muzandu. Vậy ở trận đấu đầu tiên thì chúng ta sẽ đối đầu với cả Hà Nội. Quân bên phía đội bạn trong đầu tiên là Sammin cho Son Sen. Có Sen nằm trong tay của Nam So Kyu. Rất sorry anh em, nhưng mà hiện tại đang có 4 mình của viên đang ngồi cạnh nhau. Vì cái tiếng nó bị vợt đá nhau là không tránh khỏi được. Rất mong anh em thông cảm. Lên kênh cả 4 người anh em ạ. Đây là màn hình máy Mạnh Hào. 4 voi 24 dân Grex dành cho Mạnh Hào đầu cánh. Như vậy là sẽ cầm Marcy trong cánh với cả 98. 98 trong này được cầm Min Wan. Quân bên phía chúng ta được đánh giá là vâng, mình đánh giá quân này cũng chỉ cân rồi. Bên phía đó bạn có Seng làm cho tay Nam Song Kyu. Bên lớp là cầm Super Yan cho Son của Tý và Xuân Thứ cầm Min Wan. Vâng, đây là Nam. Nam đầu cánh bên kia cầm Mitty. Đây là Sẻ cầm Maxi trong cánh. Và cuối cùng là 98 cầm Min Wan cũng trong cánh nốt. Bài 98 đã có 4 voi về nhà chính. Và mọi người có thể check cho em cái chất lượng âm thanh hình ảnh đó kia mọi người ơi. Check giúp em xem cái chất lượng âm thanh hình ảnh nó ok, tiếng game nó đã ổn chưa mọi người ơi. Một bài mà 98 sẽ đi dâng lờ chống này. Và khả năng là chỉ có vâng để mỗi chim sẻ đánh cung ở trong cánh thôi. Vâng, hôm nay là ngày thi đấu thứ 3 rồi nên là vâng 3 ngày thi đấu liên tục. Cái giọng của em nó cũng bị bây giờ hiện tại nó đang đặc hơi đặc rồi. Nên là em rất mong mọi người thông cảm. 11, 12 với bài 24 dân Min Wan dành cho 98. Hy vọng chất lượng âm thanh, hình ảnh, cái tiếng game nó đã ổn để cho mọi người có thể xem được ổn nhất. Vâng, ok rồi à. Em cảm ơn anh Cát Hoàng nhá. Chỉ là cái tiếng game nó ok thôi. Ơ, bao xe, đập dân à? Vâng, hình như có tình huống đập gì đó thì phải. Màu 1, màu 2 lên đời là siêu sớm. 1, 2 là Tý và Nam So Kyu. Nam So Kyu cầm sen vì phía đối bản đánh 2, 3 dần rồi. Lên đời là cực kỳ sớm luôn. Yes. Vâng. Tý là người cầm cho Son vì phía đối bản. Vâng, đúng rồi anh ạ. Rất mong mọi người thông cảm. Hy vọng là mọi người vâng, 3 ngày thông rồi. Hôm nào cũng từ vâng, 8 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Chính thức là tiếng của em bị khàn rồi. Bây giờ mình viên cũng hết rồi, không thể thay được. Em sẽ cố gắng là lấy cái tiếng game mắc bệnh nhất dành cho mọi người. Ông anh à, em nghe nói là do vấn đề sức khỏe không tham gia được anh ạ. Vâng, đây là Grex của Mạnh Hào. Vâng, đi dâng này ngồi 98. Như vậy là gặp nhà màu 3 của Xuân Thứ. Xuân Thứ là người cầm Min Wan bên phía đó bạn. Vâng,
22-32 là timeline của 98 hiện tại đang chém vào những con nông dân Min Hoàn của Xuân Tư. Như vậy là Nam Sông Kiêu chỗ này cũng đánh chém. Trận đấu của Nam Sông Kiêu cầm sen mà lên đời là khá sớm. Vâng, Nam sao rồi? Nam đánh bài gom cung rồi, timeline cũng chỉ là 25-60. Mạnh Hào sao rồi? Mạnh Hào cũng 22-32 thôi. Một mình chia sẻ đánh cung ai trong cánh. Một mình sẻ đánh cung ai trong cánh. Như vậy là bên phía đối bạn là Super Yan của bên lớp hiện khả năng sẽ đánh cung rồi. Và Min Hoan, Tí, Choi Son và Nam Seo Kyu cầm sen đều đánh chém rồi. Đưa về cái là sẻ cầm chủ lực chỗ này. Và bên lớp cầm Super Yan, hai người đánh thế chủ lực. Timeline độ bạn đang đè xuống nhỉ. Timeline độ bạn đang đè xuống. Mà các nhà chém chúng ta đang mất dần timeline. Hitty của Nam cũng đang chỉ có một cái timeline 26-60 thôi. Và đây là cung vào Super Yan của Hitty. Quay trở lại với màn hình máy 98 rồi. Và như vậy là 98 đã công vào nhà của Nguyễn Dũng Tý. Đây là Choi Son. Bên lớp đẩy cung sang để thu nhà cho Tý. Super Yan của bên lớp đang nằm sâu ở trong góc 9 giờ. Nam Seo Kyu cầm sen vẫn đang thu được số lượng quân là cực kỳ đông nhỉ. Rất đông luôn. Vâng. Timeline của 98 chỉ còn là 10-40 rồi. Chỉ còn 10-40. Ui, timeline đội bạn đang đẻ. Đội bạn đang đè timeline 55-45 khi mà bên phía chúng ta chỉ còn mỗi chim sẻ của ba nhà còn lại đã mất timeline. Mạnh Hào tham chỉ 25-32. Mạnh Hào đang chú ý vào nhà của Nguyễn Dũng Xuân Tứ. Xuân Tứ là cầm Minh Hoàn. Và Mạnh Hào đang tụ được tầm 6 con đi. Về lớp cầm Super Yang vẫn đang khỏe lắm chứ giờ. Nam Seo Kyu cầm sen đánh chém từ đầu nhưng mà đang cũng chưa bị ai chặn thì phải. Nam Seo Kyu vẫn đang tu được số lượng quân là rất đông. Nam đánh cung RST đầu cánh và tạm lại chỉ còn 15-56 rồi. Chỉ còn đúng chim sẻ là còn thảm. Mạnh Hào 27 sẻ 72-9-16. Liệu sẻ có cân được map ở trận đấu này hay không? Vâng, đội bạn đang muốn nốt rồi. Vâng, Xuân Tứ là một bài đi dâng A thì phải. Cung An Minh Đoàn của Xuân Tứ đã lên đến cực kỳ sớm. Ba nhà đồ ba tô màu nhà sẻ khó rồi. 1-0 dành cho Hà Nội. Khi mà cái trận đấu đầu tiên là hai nhà chém bên phía đồ bạn quá đột biến. Một bảng chúng ta có đến 5 đội. Và trận thi đấu thứ 2